Ngon, hay, Vô. mọi ngon. Uống đi. Rồi, tới nào á, tới nào. Là anh đó. Rõ đi, mày đó là Công mày. bằng chưa? Thôi tao về à. Không thôi vợ tao nó Đi kiếm ngoài nữa. đây nha. Sợ Đi. vợ. Rồi, Sợ đúng vợ. rồi. Mày anh, cảm ơn. Anh Ê thằng sợ kia, vợ. ai nói mày tao sợ vợ? Không sợ vợ thì uống tiếp đi. Rồi, đúng á, uống tiếp đi. Rồi, vô. Bảy ơi, bảy bảy bảy, có chuyện gì mà la âm sờm vậy hai gà nòi? Dạ chết rồi bảy ơi. Chết cái gì? Hai lành đang cấp cứu ở bệnh viện đó bảy. Trời đất ơi, nó bị sao mà cấp cứu? Dạ bị té đầu cầu á. Trời ơi. À, trời kêu về báo cho hai bác biết. Vậy hả? Ông ơi, ông ơi. Tôi ở đây nè. Trời ơi, này nè, bây giờ nó nằm bệnh viện nào? Dạ bệnh viện ngoài xã bảy. Cảm ơn nghe con. Dạ. Trời ơi, dạ, bây giờ bác sao về. Giờ? Bây giờ sao vô bệnh viện thăm nhỏ? Nhưng mà con hai đi đâu ra ngoài mà bị té? Nó kiếm thằng chồng nó. Thằng chồng mới đi từ sáng giờ chưa về hả? Chưa có về. Bây giờ thằng sao? Hết nói rồi. Thôi bây giờ ông ở nhà, ông giữ nhà, tôi vô bệnh viện cho. Tôi chở bà qua bệnh. Thôi vô soạn đồ đạc đi. Hai. Bà, má. Hai, vợ con sao rồi? Vợ con vẫn còn ở trỏng á má. Còn ở trỏng hả? Dạ. Người ta đưa vô trỏng mà bây giờ vẫn chưa ra hả? Dạ. Chết rồi. Chắc chắn là có vấn đề. Ông nói vậy là sao? Thì bà cũng biết mà, con nhỏ đang có bầu. Trời ơi. Cầu trời đừng có chuyện gì. À, bữa nay không còn nhận ra Yến của ngày xưa nữa nghe. Anh đừng có làm em mắc cỡ nha. Anh nói thiệt chứ bộ. Ra mắt anh chị hai của anh mà Yến như vậy là anh chị hai của anh chịu lắm đó. Ủa sao lại ra mắt? Thì hôm bữa trước anh đã nói với em rồi, hôm nay là ngày anh dẫn em ra mắt anh chị hai của anh mà. Vậy anh giới thiệu với anh chị hai anh, em là gì? Là bạn gái của anh, được chưa? Không có được đâu, chỉ giới thiệu là bạn thôi, chưa là bạn gái được. Rồi, làm bạn cũng được. Hả? Ừ. Thôi mình ra xe đi em. Dạ.
Con thấy trong người sao rồi? Dạ con cũng đỡ nhiều rồi má. Bác sĩ nói cái thai có làm sao không? Dạ. Lẽ ra bác sĩ chưa nên nói với bệnh nhân những điều này, nhưng Loan với Lành là bạn học với nhau từ nhỏ, Loan phải nói cho Lành nghe. Lành cảm ơn Loan nhiều lắm. Chuyện đã vậy rồi, Lành cũng đừng có buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Lành biết. Anh cho chị uống thuốc được rồi đó. Cảm ơn bác sĩ. Con đi nha. Lành. Em. Sao em khóc vậy? Bác sĩ Loan vừa nói gì với em hả Lành? Không có gì hết anh. Anh lấy thuốc cho em uống nha. Hỏi con không nói gì hết vậy? Dạ con không sao hết. Thôi dì nghỉ tá. Đi à, dạ dì tới lâu chưa? Dạ tôi tới cũng được lúc rồi. Vậy hả? Con thấy đỡ ba nhiều má chưa con? Dạ con đỡ nhiều rồi ba. Ủa rồi thằng hai đâu con? Dạ anh đi làm thủ tục xuất viện. Vậy hả? Tôi tính á lát về ghé bên anh chị. Thôi sẵn anh chị ở đây tôi nói luôn. Ủa có chuyện gì không chị? Dạ tôi tính thưa với anh chị cho phép tôi đón cháu nó về bển để tôi tiện chăm sóc đó mà. Để bên đây tôi lo cũng được mà chị. Ba má, ba má cho con về nhà ít bữa để con tịnh dưỡng. Dù gì má con cũng rảnh hơn. Dạ vậy nghe chị. Dạ. Dạ ba má mới qua. Thủ tục xuất viện xong hết rồi nè em. Dạ. Con coi sửa soạn đồ, kêu xe đưa vợ về nhà cho nó nghỉ ngơi. Dạ. Nè, không phải nhà mình mà nhà ba má vợ con nha. Ủa? Má vợ con xin cho con Lành về bển. Anh ba nè. Còn bao nhiêu xa tới nhà chị hai của anh vậy? Còn xa lắm em ơi. Sao anh chạy chậm quá vậy? Trời ơi, thành phố này đông người lắm, anh không dám chạy. Thiệt vậy hả? Thiệt mà. Anh còn không nhớ đường luôn. Sao nãy giờ anh cứ chạy lòng vòng hoài vậy? Trời ơi, chở người đẹp nên phải chạy chậm chứ. Chạy lòng vòng như vậy mới đúng chứ bộ. Tới nhà chị hai rồi em, ra đi. Chào chị hai, anh hai không có nhà hả chị? Anh đi công chuyện rồi, chiều mới về. Đây là bạn của em. Yến đó hả? Chị trông em từ sáng tới giờ. Dạ em chào chị. Thôi vô nhà đi em. Dạ. Đi. Vô đi em. Mời em ngồi. Dạ. Sao cậu ba uống gì? Dạ chị cho em ly cà phê sữa đá nha. Còn em uống gì? Nhà mình có cam tươi không chị? Trời cam chanh cái gì cũng có hết em. Chị uống nước cam hàng ngày mà. Uống nước cam da tốt lắm em. Dạ vậy chị cho em đi cam tươi. Em đi đường xa cũng hơi mệt. Đi xa muốn hồi sức thì phải uống nước cam. Ngộ quá nha.
Em cũng đi xa và mệt lắm, nhưng chỉ có được uống cà phê sữa đá thôi. Thôi được rồi, chị sẽ làm hết cho hai em ngồi chơi nha. Dạ. Uống nước đi em. Dạ. Đây, nước đây, nước đây. Đây, cam của em nè. Dạ, cảm ơn chị. Nè, của cảm em. Cảm ơn chị. Uống đi em. Uống đi em, uống đi. Dạ. Uống đi em. Trời ơi, nước cam ngon lắm nè. Uống đi cho mát ha. Có vừa miệng không em? Nãy chị cho thêm xíu đường á, bỏ đá sợ lạc. Dạ, ngon lắm chị. Em cảm ơn chị ạ. Chị hai, tranh thủ lúc chưa ăn cơm nè. Em dẫn Yến ra mua một ít đồ. Nghe chị. Ờ, phải đó. Chị đang muốn kiếm đồ để kỷ niệm chuyến đi. Ở ngoài đó họ bán đồ giá cũng rẻ mà. Đi nghe em. Chắc là em đi đường xa nên thấy nhức đầu quá. Vậy thôi em ở nhà với chị hai nghe. Anh ra đó coi có gì mua giùm em luôn. Dạ. Ờ thôi Yến mệt, Yến ở nhà với chị ha. Dạ. Uống đi. Ủa, uống đi nghe chị hai. Uống đi. Uống cái này vô nó mát lắm. Dạ. Uống đi. Em ở nhà nghe Yến. Ờ thôi cậu đi thì nhớ về ăn cơm nghe chưa. Uống đi em. Uống đi em. Uống đi, uống đi. Uống cho hết nghe em. Uống đi em. Chị tính đi đâu vậy? Đây là đâu vậy chị? Là nhà hàng. Ủa? Sao tôi lại ở đây? Vậy là bà bị tụi nó lừa bán vô đây giống tụi tôi hả? Hả? Em sao rồi hả? Em đỡ nhiều chưa lành? Cũng hơi đỡ rồi. Anh định qua đây á để rước em về bệnh. Em định ở đây cho thiệt khỏe rồi mới về bên đó.